Xin chào các bạn, đây là tai phone của hãng Apple AirPods và bây giờ chúng ta hãy test thử xem một cái tai phone mới nhất mà không cần dùng đến dây thì làm sao mà có thể sử dụng được. Ê, trời. Test gì kỳ vậy? Đưa lại để test thử cho khách hàng coi. Để cho mấy bạn đặt mua tai phone Apple AirPods coi. Trời ơi. Rồi con test phone vậy đó hả? Đó các bạn thấy chưa? Cái tai phone mà nó không có sợi dây phone thì nó giống như là cái đồ chơi con nít. Và bây giờ là thằng nhỏ nó cầm lên nó cắn kìa. Trời ơi. $153 đó con. Con test phone kiểu gì vậy con? Rồi con test xong chưa? Rồi con test xong rồi hả? Rồi thấy không? Các bạn thấy không? Cái tai phone mà bây giờ càng ngày càng nó tiết kiệm luôn cả sợi dây như vậy rồi sao xài? Rồi giống như đồ chơi của con nít vậy đó. Rồi để rồi mất. Mấy thằng nhỏ nó không biết, nó đưa lên miệng nó lậm, nó cắn. Nó cắn là hư luôn tai phone luôn, rồi xong rồi. Uổng tiền luôn, không được gì hết. Rồi xong thằng nhỏ làm gì đây? Thằng nhỏ chu đích địch vô cái tai phone luôn nè. Rồi ơi, thằng nhỏ khinh thường cái tai phone tới cỡ đó. Rồi coi như là tôi uổng tiền luôn, rồi nó cắn hư cái tai phone luôn rồi.